Xin chào các bạn. Trong một cái video này, mình sẽ giới thiệu tới các bạn gần như là đầy đủ một bộ hồ sơ thiết kế của nhà thờ họ. Thì trong cái bộ hồ sơ thiết kế này thì được mình thiết kế thì sẽ bao gồm là hồ sơ thiết kế ngoại thất cho nhà thờ và hồ sơ thiết kế nội thất. Thì trước mặt các bạn đây là hình ảnh thực tế, hình ảnh 3D của công trình. Đây là phối cảnh mặt bên này, và đây sẽ là những cái phối cảnh nội thất bên trong của công trình này. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn thứ nhất là hình ảnh để các bạn có thể là xem trước được cái phần thiết kế, và cái thứ hai đó chính là cái bộ hồ sơ chi tiết và đầy đủ nhất để các bạn cùng tham khảo nhé. Đây trước mặt các bạn đây là hình ảnh thực tế của hình ảnh 3D của cái mẫu thiết kế nhà thờ này. Chủ đầu tư cho công trình này là anh Toàn, có địa chỉ tại Bắc Ninh. Và công trình này được bên mình thiết kế ở dưới dạng là nhà bằng gỗ, nhà thờ bằng gỗ bên, và được làm bằng gỗ lim 5 pin. Bây giờ các bạn hãy cùng chúng tôi đi sang xem cái phần bản vẽ nhé. Đây là cái phần bản vẽ của công trình. Các bạn có thể nhìn thấy thì đây sẽ là cái mặt bằng tổng thể này. Chiều ngang của mảnh đất là 25m và chiều sâu của cái phần đáy này là 10m. Thì cái phần mặt bằng của cái nhà thờ này, chiều ngang sẽ được thiết kế là 8,85m. Thì các bạn có thể thấy được là các cái gian của cái nhà thờ này thì đều được bên mình lựa chọn các cái kích thước đẹp, ví dụ như là 2550, 2290, và cái lọt lầm của nó là 7560. Thì nó đều vào các cái kích thước đẹp hết. Gần như là toàn bộ những cái toàn bộ những kích thước mà trong nhà thờ thì đều được bên mình lựa chọn những cái con số theo thước lỗ ban. Thì cụ thể thì thước lỗ ban ở đây chúng ta sẽ sử dụng là thước gì? Thì cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng là thước 52, thước 49 và thước 38. Và trong cái thiết kế này của mình sử dụng cả 3 thước, tức là mình sẽ lấy một cái con số đẹp cho tất cả các loại thước, thì các bạn không phải lăn tăn gì cả. Ví dụ như là 2550 này, 2550 này là một trong những cái cung rất là đẹp. Vào cung thi thơ của thước 52 và vào hai cái cung đẹp khác của cái thước 49 và cái thước 38 đó, và kể cả như là 7560 này cũng thế. Thì nếu các bạn mà không biết cách làm để tra được cái kích thước đẹp thì các bạn có thể sử dụng luôn những cái kích thước này của chúng tôi. Mình chia sẻ cho các bạn như này thì không ngại các bạn sử dụng đâu, các bạn cứ nếu mà cảm thấy dùng được thì cứ dùng thoải mái. Và mình trong cái bộ hồ sơ này thì mình cũng chia sẻ hết toàn bộ những cái bản vẽ, nhưng mà thực ra là chia sẻ trên video thôi, chứ không phải là đưa cho các bạn để các bạn tải về đâu. Bởi vì thực ra thì bên mình thì có chức năng là thiết kế và chức năng thi công nhà thờ nữa, cho nên là nếu mà cứ chia sẻ hết cho tất cả mọi người thì mình cũng không biết sau này sẽ còn có ai người ta làm thiết kế nữa không. Tiếp theo thì đây là cái mặt bằng nhà thờ này. Cái lọt lòng của nó sẽ là 1905 nhé. 1905 là số đẹp đấy các bạn. 1310 này, các bạn cũng có thể kiểm tra cái thước 1310 này cũng là số đẹp. Lọt lòng, cái tim tựa tim đẹp này. Và thứ hai nữa, các bạn sẽ kiểm tra cái khoảng cách từ cửa ra đến đây. Thì trong cái loại này thì chúng ta thường sử dụng là cái thước 38 đấy, cái thước là mặt bậc đó. Thì nó cũng là vào số đẹp đó. Bởi vì mình làm cái nhà thờ này rất là nhiều rồi, mình nói chung là cũng gần như là nhớ hết tất cả kích thước và làm cũng rất là kỹ. Ngày xưa mới làm thì để tra được một kích thước rất là lâu thì một cái kích thước đẹp thì nó rất là lâu, nhưng bây giờ thì nó lại rất là nhanh bởi vì quen rồi. Tiếp theo nó sẽ là cái mặt bằng mái. Đây là cái mặt đứng. Thì từ cái mặt đứng này, từ cái mặt đứng trục 1 năm của nhà thờ này thì chúng ta sẽ ra, các bạn sẽ từ cái 4 cái mặt đứng của nhà thờ chúng ta sẽ triển khai chi tiết của từng cái chi tiết. Ví dụ như là chi tiết cột lửa này. Cái cột lửa các bạn nhìn chuột của mình nhé. Cái cột lửa này, đây là cái cột lửa. Thì sang cái phần chi tiết nó sẽ có một bản vẽ riêng và nó trích toàn bộ cái kích thước này ra. Nó sẽ phóng to ra để cho các bạn dễ nhìn nhé. Ý là sẽ dễ. Đây các bạn nếu nhìn đây thì các bạn nhìn nó sẽ rất là khó nhìn đúng không? Và sẽ có cái bản vẽ chi tiết như thế. Và cái chi tiết về long ly quy phượng ở đây cũng thế, sẽ được trích hết chi tiết ra. Và đây sẽ là cái chiếu sen đá, hai con rồng, gọi là rồng chặn tam cấp đó. Ở trên đây thì trong cái mặt đứng này nó đang thiếu một cái, đó chính là
cái bình phong. Cái bình phong này thì mình có bản vẽ chi tiết, có 15 cái bản vẽ chi tiết bình phong mình có chia sẻ miễn phí. Cái đấy thì đồng ý, có chia sẻ miễn phí cho các bạn để sử dụng. Kể cả như anh em kiến trúc sư hay là bác nào mà muốn dùng thì cứ lấy mà dùng. Bởi vì đây là những cái mình đã làm rồi và cũng chia sẻ cho các bác thôi. Bởi vì để làm ra một cái nhà thờ nó cần nhiều bản vẽ chứ không phải là chỉ cần một cái bản vẽ như thế. Và đây là cái mặt bên. Mặt bên thì nó sẽ thể hiện là các cái chiều cao, kích thước và cái hình thức của căn nhà. Thì đây ở mặt bên này các bạn sẽ nhìn thấy thứ nhất là cột lửa, thứ hai nó sẽ là khẩu phù, thứ ba nó sẽ là đấu, và thứ tư nó sẽ là cái phần cửa chữ thọ. Đó, cửa chữ thọ này các bác kiểm tra kích thước 1070 nhé, xem có phải là vào thước đẹp không. Và cái lọt lòng của cái bên trong nữa thì nó sẽ là 810, đều là kích thước đẹp hết ạ. Đó, và có một cái phần lưu ý khi các bạn thiết kế nhà thờ thì đó chính là một cái yếu tố gọi là tiền nhị hậu nhất. Tiền nhị hậu nhất, tiền tam hậu của nhị là như thế nào? Tiền nhị hậu nhất thì thiết kế nó mới đúng quy cách, tức là phía trước này, tiền là, tức là trước nó sẽ có là hai cái ngai này, và phía sau nó cũng sẽ có một cái ngai, thì đấy người ta gọi là tiền nhị hậu nhất. Nhiều người người ta không biết thì người ta thiết kế ví dụ như là trước hai và sau không, thì nó bị sai cái quy cách của cái nhà thờ. Thì đấy là một cái lưu ý mà khi các bác nếu mà tự làm các bác không biết thì các bác cứ xem để các bác tham khảo. Và lưu ý khi làm thì mình đừng có để những cái trường hợp ấy xảy ra. Bởi vì thực ra là với người không biết thì không sao, nhưng mà với những người trong nghề người ta làm, người ta biết thì người ta nhìn thì người ta sẽ cười. Bởi vì thực tế là em đi là gặp nhiều cái nhà thờ rồi, em nhìn cũng nhiều nhà thờ rồi, nhưng mà nói chung là cũng không dám nói gì. Kệ người ta có khoe hay như nào thì mình cũng im lặng thôi, bởi vì nói ra thì cũng chẳng có gì, cũng không thể chê trách người ta được. Còn cái chiều cao của cái ở đây nó sẽ có thêm một cái là chiều cao của cái cửa nách, thì chiều cao là 2350 và chiều ngang là 810, thì cũng là kích thước đẹp đó. Tiếp theo sẽ là cái mặt cắt. Trong cái mặt cắt này ấy, nó sẽ thể hiện là có hai mặt cắt ạ. Đây, các bác nhìn nhá, thì đây là mặt cắt 11 này. Mặt cắt 11 thì các bác chỉ cần đối chiếu trong cái mặt bằng này này, mặt bằng này đang bị thiếu một cái vị trí cắt ở cái mặt bằng 11 này. Các bác chờ em nhìn tí nhá. Đây là hai cái rồi, mặt cắt 11 này ấy, nó sẽ là cắt ở cái vị trí này, nó sẽ cắt ở vị trí giữa này để thể hiện được là hai cái chi tiết, hai cái vì ở trục 2, trục 3 này nó sẽ là thượng rường hạ kẻ. Thượng rường hạ kẻ là như nào ạ? Em sẽ giải thích cho các bác cụ thể hơn nhé. Thượng rường là như nào? Các bác nhìn trong cái phần đây là một cái vì ạ. Đây là một cái vì, các bác nhìn chuột nhé. Đây là một cái vì của nhà thờ này. Đấy. Và trong cái vì này ấy, thì nó lại chia làm hai vì, tức là một cái vì từ cái câu đầu này lên đến cái cây nóc như này, cái nóc thì người ta gọi là vì nóc. Và cái vì mà từ cái quá giang này lên đến cái câu đầu như này, người ta gọi là vì nách. Hai cái vì nách. Đấy. Một cái nhà thờ sẽ có một cái vì nóc, hai cái vì nách, và cái bộ ba này kết hợp vào nó sẽ tạo ra gọi là vì nhà thờ. Thì thượng rường là như nào? Thượng tức là người ta đang nói đến là ở trên, tức là vì nóc là rường. Thượng rường, thượng trồng rường tức là ở vì nóc trồng, cấu tạo là những con rường trồng vào nhau. Đây là những con rường, đây là câu đầu ạ. Đây là rường R1, rường R2, rường R3, cái nóc đấy. Thì gọi là thượng rường hạ kẻ. Hạ kẻ tức là vì nách là dùng kẻ, kẻ tức là kẻ truyền đấy ạ. Đó, đây là cái thanh kẻ đây, truyền tức là truyền lực đó. Đấy, thì người ta sẽ gọi là vì thượng rường hạ kẻ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có khá nhiều vì, loại lối vì, ví dụ như là thượng rường hạ kẻ này, nhà kẻ truyền. Kẻ truyền tức là trên vì nóc và vì nách đều là kẻ truyền hết. Hoặc là nhà trồng rường thì có ba cái lối như thế. Và nó có sự kết hợp giống như trong cái thiết kế này. Thì trong cái thiết kế này là hai cái vì giữa sẽ làm là thượng rường hạ kẻ. Đó. Vì sao lại trồng rường? Bởi vì thực ra mình thích cái nhà trồng rường bởi vì nó đẹp. Chứ còn nếu các bạn làm cái nhà mà kẻ truyền thì cũng được thôi. Tuy nhiên là nhìn khá đơn giản. Và chi phí mà thi công những cái vì kẻ truyền với lại vì trồng rường nó cũng khác nhau. Trồng rường thì chi phí đắt hơn. Đó,
Tiếp theo là cái mặt cắt 22. Mặt cắt 22 này nó sẽ thể hiện là hai cái vì ở hai đầu hồi là được cấu tạo như này. Đó, thì hai cái vì ở hai đầu hồi này thì chúng ta sẽ thấy được là nó toàn bộ là trồng rường. Đấy. Trồng rường cũng tương tự như cái vì kia, thì ở cái phần vì nách này nó sẽ là con rường. Đó, các bạn chú ý nhé. Đấy, thì ở đây cái phần đầu hồi này sẽ có thêm một vài cái chi tiết nữa, thì trang trí đây, ví dụ như là cái vị trí này. Thực ra thì cái nhà thờ này mình cũng đã từng thi công bằng bê tông cốt thép, và nếu các bạn nào thích xem thực tế, mình có thể cho các bạn xem thực tế cái chi tiết là những cái nhà này luôn, và mình có quay video luôn đó cho các bạn xem. Thực tế đã thi công xong rồi, bên mình thi công trọn gói cái nhà chị Mai, Đỗ Ngọc Mai tại Hưng Yên. Và đây là cái mặt cắt 33 thể hiện cái mặt cắt ngang của cái nhà thờ này, thì nó sẽ có thêm là cái ở đây nó sẽ có là gọi là tam sơn, ở trên này gọi là ván thưng. Thì cái phần thể hiện của cái cửa bức màn này thì nó chưa thể hiện được chi tiết, nhưng mà một chút nữa ở phía cuối nó sẽ có bản vẽ nó thể hiện chi tiết. Và hôm nào mình sẽ làm cho các bạn một cái video nói về cửa bức màn, tại sao lại gọi là bức, bức nghĩa là gì. Và đây sẽ có một cái bản vẽ thể hiện chi tiết của cái phần vì ở trục 2, trục 3, tức là hai cái vì giữa, và tên gọi của từng loại vì. Đầu tiên là sẽ là tổng thể, thế xong chúng ta sẽ thể hiện một phần chi tiết, thế xong rồi sẽ có những bản vẽ trích rất là nhiều chi tiết nhỏ. Đấy, xem bản vẽ dễ, đây này, trục 2, 3 này. Đấy, sẽ bắt đầu đánh dấu các cái vị trí này, chỉ ra là cái vị trí của cái nhà thờ này, và tên gọi của từng cái này, xong bắt đầu xuống dưới này. Đấy, sẽ thể hiện là chi tiết cấu tạo kích thước của từng cái một. Đấy, cái bản vẽ đầy đủ như thế. Đấy, dép thượng lương này, rường R1 này, rường R1 này. Đây, các bác sẽ nhìn xem là tên cái chỗ rường R1 đâu nhỉ. Đầu tiên các bác sẽ xem nhìn cái vị trí ở đây này. Đây, đấu rường R1 này. Đấy, nó sẽ ở đây. Đấy, các bác sẽ dõng ở đây, nó sẽ ở đâu? Ở đây, đúng không? Và sang chi tiết các bác sẽ thấy kích thước của nó này. Ngang 860, cao 160 và ngang 160. Đấy, tương tự như thế cho các bản vẽ tiếp theo là sẽ có đầy đủ chi tiết hết. Đầu tiên sẽ là các cái bản vẽ đánh dấu cái vị trí của từng cái tên cấu kiện. Thế xong sẽ bắt đầu là sẽ sang đến cái phần chi tiết kích thước và hoa văn cấu tạo như nào. Thì đấy, đấy là xong cái vì, hai cái vì ở trục giữa, trục 23. Thì tiếp theo sẽ có một cái bản vẽ mà sang cái vì hai cái vì nách. Đấy, hai cái vì nách, nếu mà để in cái bản vẽ này ra thì nhìn nó dày, nó khó nhìn, cho nên là chúng ta sẽ có thêm một cái bản vẽ, thêm những cái bản vẽ mà thể hiện chi tiết cụ thể như này. Đấy, đấy, các bác có thể nhìn thấy chưa, rất là dễ hiểu đúng không. Và đây là sẽ là chi tiết của tam sơn, tam sơn cùng với lại cửa đi. Đấy, cửa đi thì đây hồi nãy mình có nói về cái cửa bức bàn đấy ạ. Đó, đấy, các bác nhìn chưa, tùng cúc trúc mai. Nhà thờ thì chúng ta làm tùng cúc trúc mai thôi. Chúng ta sẽ làm gọi là tùng cúc trúc mai cùng với lại cầm kỳ thi họa. Cầm kỳ thi họa nó sẽ được thể hiện ở cái phần cái pano nhỏ nhỏ này này. Đấy. Đấy, còn trong đình chùa thì nó sẽ thể hiện là ở long ly quy phượng, tức là dùng tứ linh. Đấy, còn nhà thờ với lại từ đường về họ thì người ta sẽ chỉ sử dụng là tùng cúc trúc mai với lại cầm kỳ thi họa thôi. Đấy, thì như vừa nãy mình có nói là cái bản vẽ cột đồng trụ thì nó có một cái bản vẽ riêng có thể hiện như này. Đấy, có hai bản vẽ liền, và đây là chi tiết về tứ linh. Thực ra thì cái phần này thì các bạn chú ý là nếu mà chúng ta làm thì chúng ta có thể là sử dụng không nên dùng tứ linh cho nhà thờ, mà nên là dùng tùng cúc trúc mai thôi đó. Và những cái con vật này nó sẽ được là hóa đi, tức là người ta sẽ không đắp hẳn con rồng, mà người ta sẽ đắp rồng tre để cho nó khác biệt với những con rồng ấy đi. Và đây là những cái chi tiết về triện với lại ngai, ngai trước ngai sau. Đấy, tay ngai đấy ạ. Tay ngai như mình vừa nói là tiền nhị hậu nhất ấy. Đó, trong nhà thờ ấy. Và các chi tiết con triện này, và đây là hổ phù này, hổ phù đầu hồn. Đối với chi tiết kìm nóc mặt nguyệt, đối với những ai mà làm về con đường
chính trị hay là làm quan chức thì đắp hổ phù cũng được. Hổ phù các bạn có thể hình dung là những người ngày xưa mà cầm quân ấy, những cái vị tướng quân ấy thì thường được trao là hổ phù. Thì nó hổ phù nó được chia làm hai mảnh ghép. Khi mà vị tướng quân này cầm một nửa còn lại mang đến ghép vào đúng với lại một nửa kia đấy, thì những cái người ở lính trong lính người ta biết được là đây là vị tướng quân đó. Còn nếu mà không có hổ phù thì đến trong trong quân đội thì nó không có một cái tác dụng gì cả đấy. Và hổ phù nó chia làm hai đấy. Mỗi người cầm một nửa, tướng quân thì cầm một nửa. Và đây là chi tiết về chân cột đá, chi tiết về tam cấp. Thì đây là cái phần mà phần kiến trúc của cái công trình này. Còn cái phần cấu tạo của móng thì cái móng nhà thờ này các bạn có thể sử dụng là móng cốc hoặc là móng băng. Thì đây chỉ là một phần ba của cái số bản vẽ mà bên mình thiết kế cho một cái nhà thờ thôi. Thì các bác có thể là cùng xem và tham khảo cho cái dự án của nhà mình. Ngoài ra các bác cần tư vấn thêm thì cũng có thể liên hệ em. Trong cái phần bản vẽ này thì em có bổ sung thêm cái phần thiết kế về cái nội thất bên trong, để khi thi công ấy, thì các bác có thể là hình dung cho nó dễ. Đó. Em ví dụ cho các cái bác các cái chi tiết ở vì hai đầu hồi này. Đấy. Nếu mà người nào mà chưa kinh nghiệm thì có thể sử dụng thêm 3D. Còn đối với những người đã có kinh nghiệm rồi, ví dụ như em nhìn cái bản vẽ phát là em biết được là nó cấu tạo như nào, hoa văn như thế nào, đang nhìn cái biết ngay. Thì đấy là do làm nhiều rồi. Còn nhiều người thợ chưa có thì có thể là sử dụng thêm những cái 3D như này để chúng ta có thể hình dung và thi công được. Đó. Nếu các bác mà cần tư vấn hay có bất kỳ câu hỏi nào về nhà thờ thì các bác cứ để lại trong cái phần bình luận, em sẽ giải đáp từng thắc mắc cho các bác.